Chị Lý Trần xin được trở lại với chương trình Kiến thức y khoa gia đình và xã hội và sự góp mặt của bác sĩ Bùi Xuân Dương. Khi chúng ta nói về cái vấn đề mà Mùa đông. đầu óc nó đi vắng rồi bác sĩ Dương ơi, đề phòng những cái tai nạn mà mình có thể mình kiểm soát được, ngoài vấn đề mà lò sưởi, ngoài vấn đề mà lò sưởi bằng ga soi bằng điện, các bác bây giờ hay sử dụng cái chăn mà cắm điện bác sĩ Dương, cái Vâng. đó nó có cái gì để mà mình gây cái tai hại cho người sử dụng không? Chăn điện là một cái thứ mà tôi nghĩ rằng tốt nhất nếu chúng ta biết cách dùng. Khi buổi tối ấy, ngày xưa mà có những cái câu chuyện mà con thương mẹ hay là yêu bố lên nằm trên giường mùa đông, sưởi cho cái giường nó ấm trước rồi xong rồi đi ra cho bố mẹ lên nằm cho đỡ, thì bây giờ mình có cái chăn điện. Những cái chăn điện này kính thưa quý vị vặn lên trước rồi lên tới giường tắt nó đi, không vặn nữa. Chứ không phải mình để nằm qua đêm. Bạn trước, tại vì người ta sợ thực sự nếu mà có đổ nước lên cái chăn điện đó, thì nó mới có thể nó làm chúng ta bị giật. Ok, nhưng mà vì cái sự an toàn đây thì tôi vẫn khuyên là vặn cái chăn điện cho nó nóng cái giường lên, mình leo giường mình không có bị lạnh, rồi xong đó mình ngủ, rồi mình đắp đắp nhiều cái chăn hơn để cho nó nhiều cái Giữ chăn cái đang ấm giữ hơi cái hơn. ấm. Vâng ạ, nhưng mà cái quan trọng nhất là không phải là cái chăn điện, nhưng mà nếu mà quý vị mà ngủ được thì cũng nên mở một tí cửa sổ cho không khí nó vào, nó lạnh thì cũng 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 thì khi mà mình ngủ lạnh nó quen nó chui đi ngủ, nó say hơn. Và nhiệt độ trong phòng ở thấp nào càng tốt chừng đó. Nếu mà bạn mới mà sưởi thì cái không Nhiệt độ khí thấp là bao nhiêu độ? bác sĩ Dương gần như là lớn lên ở Thụy Sĩ thì nhiều khi để vợ ngủ là 62 63 độ là ok, nhưng mà thực sự thật đấy, để sống 63 64 độ thì nó một số người rất là lạnh, nhưng mà nếu mà người đừng 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 vặn lên 6 hơn 66 67 độ Tại vì sao? thì bạn như vậy nó rất là nó lò sưởi nó rất là khô. Không khí có thể mà nếu mà quý vị ở miền đông á, mà ở ngoài nó 0 độ mà mình trong này mình vặn 60 mấy độ đó, thì cái không khí trong nhà nó còn khô hơn là không khí sa mạc. Thì vì vậy đó chúng tôi khuyên đó là nếu mà vặn lò sưởi thì phải làm cho cái phòng nó ẩm thấp. Mà ẩm thấp thì có hai cách. Cách thứ nhất là mua cái máy mắc tiền và mua cái máy rẻ tiền. Chúng tôi chỉ dùng máy rẻ tiền, không phải tại mình cheap. Không phải tại mình cheap. Và tại vì cái máy rẻ tiền nó much better than cái máy máy mắc tiền. Thứ nhất cái máy mắc tiền nó gọi là vaporizer. Nó quảng cáo là chạy rất yên tĩnh, chỉ là nó bỏ nước lên xong nó hút lên cho cái filter, rồi cái nó thổi cái quạt ra. Thế quạt nó thổi cái hơi nước của cái filter đó, giống như mình lấy cái khăn khăn bông mình phơi nó lên rồi xong rồi cho nó khô nó bốc lên. Cái đó đó rất là tốt trong thời gian một tuần lễ đầu thôi, nhưng mà sau đó tại vì cái filter lúc nào nó cũng ẩm ướt thì nó có thể nó lên nấm Mold. mold, rồi mình phải mua thuốc hóa học mình bỏ nó vô để cho nó đừng bị nấm Thì mình lại hít cái hóa này, học. cái thuốc hóa học đó. Thành ra vì vậy chúng tôi khuyên là nên mua cái loại không phải là humidifier mà mua cái loại vaporizer. Cái loại vaporizer nếu quý vị lên Google, quý vị lên vaporizer mà cái mà rẻ tiền nhất mà chúng ta dùng á, cái này mình quảng cáo chắc được Cho nó là Vicks, Costco. cái hiệu Vicks. Vicks là dầu Vicks. Nó có cái mười mấy đồng bạc à. 10 17 18 đồng bạc mà dùng năm này một tháng nọ. Thì cái đó mình đổ nước nó vô. Xong mình cắm điện thì cái máy đó nó nấu nóng nước sôi, chỉ có một cái là đừng nếu nhà có con em nó nhỡ sờ vô thì phòng chút thôi, nhưng mà nó bốc cái hơi lên. Nó hay lắm là cái chỗ mà bỏ nhiều muối thì nó ra nhiều hơi nước, bỏ ít muối thì ra ít hơi nước, tại vì cái muối nó hạ cái độ sôi. Rồi một cái khác nữa đó thì nếu mà quý vị nào mà Noel qua rồi thì bây giờ có cái có quà của cho Tết ta thì mua cho gia đình mình một cái đồng hồ, mà cái đồng hồ nó có thể nó đo được cái nhiệt độ cái humidity trong phòng.
thì người ta khuyên là khoảng những 30-40 cái humidity. Nếu mà quý vị nào bữa nào thử vặn lò sưởi mà không có cái humidify, cái vaporizer đấy, thấy không khí nó xuống 10. Cái độ đậm nó xuống có 10, nó rất là nó người nó khô, tay trên mình nó bị nứt ra da. Rồi nhiều khi mà chảy máu cam. Tại vì cái mũi mình nó khô quá. Rồi khi mình ngồi nó khô, khi môi khô thì mọi người làm cái gì chưa đi? Liếm. 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 Thì liếm thì nó đỡ khô thật. Nhưng mà khi mình liếm, mỗi lần mình liếm là mình lấy một cái chất nhờn trên cái môi, càng liếm cái môi nó càng khô. Thì đã vì vậy dùng kem bôi nữa. Dùng cái chapstick mà nó có medicine trong đó. Vâng. Một phần nữa đó, bác sĩ Dương Julie nhận thấy một cái điều này, đó là các vị cao niên, những vị lớn tuổi đó, thường mùa đông á thì họ rất là lười, hoặc là họ rất là biếng uống nước. Đúng. Mà không biết là kiểu đó có đúng hay không, là bác sĩ Dương gặp không nên. Gặp bệnh nhân lớn tuổi hàng ngày thì không biết là cái điều mà Julie nhận xét có đúng hay không, là các bác, các cô, các chú rất là biếng uống nước. Vâng. Vào cái mùa đông. Mà làm như vậy thì là người mình sẽ bị càng khô hơn nữa. Vâng, kính thưa quý vị, nếu mà quý vị đi bác sĩ thì nhiều bác sĩ nói là kiêng ăn cái này, kiêng ăn cái kia, đừng ăn cái này mập quá. Cá nhân chúng tôi khác. Nếu quý vị nào mà 70 mấy tuổi trở lên, không nên kiêng cữ nhiều quá. Tại vì lúc đó mình kiêng cữ nhiều quá mình không ăn được nữa. Nhất là mùa đông, như cô Julie có nói là quý vị mùa đông cần phải uống nước nhiều. Là thứ nhất là mình cái da mình nó khô, mình uống nước thì da nó sẽ... khi mà mình ra cái vườn mà mình thấy cái chỗ nào mà có nhiều nước, cây cối nó tươi tắn lắm thì mình phải uống nước để cho cái da mình nó đỡ khô, người mình để mình đi tiểu nhiều, khi mình tiểu nhiều thì mình đỡ bị nhiễm trùng đường tiểu hơn. Nhưng mà thì nếu mà lớn tuổi thì không nên uống nước trễ quá, thì mình phải đi tiểu đêm thì mất cái giấc ngủ. Chứ còn mà chứ chúng tôi khuyên là nếu mà uống nước bằng ngày được thì uống. Uống càng nhiều, càng khoảng nhiều, bao nhiêu ly nước một ngày, bác sĩ Dương? Người ta thường thường người ta nói là ngày xưa phải uống 2-3 lít nước, nhưng chúng tôi nghĩ không cần phải uống tới 2-3 lít nước đâu. Uống ngày cũng tại vì trong thức, trong ăn súp, ăn canh, ăn gì nó cũng có nước, cũng có rồi chất... Thì ngày tôi nghĩ là uống 1 lít nước thêm thôi là cũng đủ rồi. Nhưng mà nếu mà quý vị nào nhiều người là không ăn mùa đông chứ đã nên ăn súp nhiều càng tốt, nhưng mà tình đa thì uống thêm nước. Nhưng cái mà cái quan trọng nhất á, là cái mà chúng tôi thấy mà xảy ra nhiều là mùa đông tắm nước nóng, quá nóng. Nếu mà quý vị cái này bà xã chúng tôi nói chỉ có ai, chỉ Cánh Dương mới điên như vậy thôi. Chúng tôi vẫn tắm nước lạnh. tại vì tắm nước nóng nó làm cái da mình nó khô hơn. Nó làm người ta khô hơn. Vì vậy nếu mà quý vị không tắm được nước lạnh thì quý vị tắm nước càng mát chừng nào càng tốt chừng đó. Hoặc là mình tắm nước nóng xong rồi mình trước khi mình ra mình tắm nước lạnh lại. Vâng. Có được không? cũng được. Nhưng mà cái thực sự đối về cái phương tiện về cái phương diện y khoa đó, cái sốc khi mình đổ nước lạnh vào người mình nó làm cho cái cơ thể của chúng ta nó chế ra được cái tăng cường cái hệ thống miễn nhiễm của mình. Thật ra vì vậy người Nhật nhiều khi họ đang chờ tuyết rồi nhảy bùm xuống nước lạnh là vậy. Thì những cái người đó họ thấy sống lâu thì họ có những cái study nói rất nhiều về cái sự thay đổi nhiệt độ khi mình tắm nước lạnh. Thì vì thế đó, nếu mà tắm được nước lạnh thì tốt, nhưng mà nếu không tắm được nước lạnh, quý vị ra tắm xong phải nhớ bôi lotion, nên nhôm nhớt chừng nào nhưng mà nó đỡ da khô. Với lại lúc đó da mình, cái lỗ chân lông mình đang nở ra đó, thì mình bôi lotion vào cái da mình nó sẽ mềm mại hơn. Vâng, xin quý vị tiếp tục theo dõi và xin đừng rời máy và tiếp tục hỗ trợ cho các cơ sở để bảo trợ cho Lưu Sài Gòn TV.